Truyền hình An Viên đã về làng. Chất lượng hình ảnh siêu nét chuẩn HD, âm thanh trung thực. Truyền hình An Viên đem tới quý khán giả hơn 60 kênh truyền hình đặc sắc. Còn chờ đợi gì nữa? Hãy tới điểm bưu điện gần nhất để đăng ký dịch vụ truyền hình An Viên. Gọi ngay 1900 1900 để được cung cấp dịch vụ với cước phí chỉ từ 66.000 đồng một tháng của dịch vụ truyền hình An Viên. Truyền hình An Viên, sự lựa chọn tiết kiệm nhất. Hãy đăng ký ngay tại bưu điện để được dịch vụ truyền hình An Viên phục vụ tận nhà. Truyền hình An Viên, dịch vụ truyền hình kỹ thuật số mới tại Việt Nam. Hình ảnh trung thực, âm thanh sắc nét, đó là dịch vụ truyền hình An Viên. Đến ngay bưu điện gần nhất để được phục vụ nhanh nhất. Ông ơi! Gì đây? Xem cho tôi cái tivi với. Sao? Màn hình thì nhiễu, mà tiếng thì tầm tịt. Đơn giản, đăng ký dịch vụ AVG, truyền hình An Viên là giải quyết được tất. AVG, truyền hình An Viên hả ông? Vâng ạ, dịch vụ truyền hình mới về làng đấy. Tôi xem thử rồi, âm thanh hình ảnh chất lượng rất tốt. Lại có tới hơn 50 kênh truyền hình đặc sắc nhá. Giá chỉ có 66.000 đồng một tháng. À đi rồi, nhân viên lắp đặt đến đây rồi. Chào hai bác. Chào anh. Cháu là nhân viên bưu điện để lắp đầu thu AVG đây ạ. À, mời anh vào đây. Hình ảnh nét quá ông ơi. Quá nét. Hóa ra đây là kênh An Viên mà mấy bà đi chùa thích xem, cứ kể là hay lắm. Còn mấy kênh nước ngoài đã được thuyết minh lồng tiếng nữa này. Sao? Gớm, lâu lắm rồi tôi mới thấy ông làm được một việc mà tôi ưng ý đấy. Chuyện, tôi là trưởng thôn Văn Hiệp mà lị. Làm sao lại để bà con làng xóm coi thường mình được? Gọi ngay 1900 1900 hoặc tới điểm bưu điện để tận hưởng dịch vụ AVG, truyền hình An Viên đặc sắc và tiện lợi nhất. Truyền hình An Viên đã về làng. Chất lượng hình ảnh siêu nét chuẩn HD, âm thanh trung thực. Truyền hình An Viên đem tới quý khán giả hơn 60 kênh truyền hình đặc sắc. Còn chờ đợi gì nữa? Hãy tới điểm bưu điện gần nhất để đăng ký dịch vụ truyền hình An Viên. Gọi ngay 1900 1900 để được cung cấp dịch vụ với cước phí chỉ từ 66.000 đồng một tháng của dịch vụ truyền hình An Viên. Truyền hình An Viên, sự lựa chọn tiết kiệm nhất. Hãy đăng ký ngay tại bưu điện để được dịch vụ truyền hình An Viên phục vụ tận nhà. Truyền hình An Viên, dịch vụ truyền hình kỹ thuật số mới tại Việt Nam. Hình ảnh trung thực, âm thanh sắc nét, đó là dịch vụ truyền hình An Viên. Đến ngay bưu điện gần nhất để được phục vụ nhanh nhất. Ông ơi! Gì đây? Xem cho tôi cái tivi với. Sao? Màn hình thì nhiễu, mà tiếng thì tầm tịt. Đơn giản, đăng ký dịch vụ AVG, truyền hình An Viên là giải quyết được tất. AVG, truyền hình An Viên hả ông? Vâng ạ, dịch vụ truyền hình mới về làng đấy. Tôi xem thử rồi, âm thanh hình ảnh chất lượng rất tốt. Lại có tới hơn 50 kênh truyền hình đặc sắc nhá. Giá chỉ có 66.000 đồng một tháng. À đi rồi, nhân viên lắp đặt đến đây rồi. Chào hai bác. Chào anh. Cháu là nhân viên bưu điện để lắp đầu thu AVG đây ạ. À, mời anh vào đây. Hình ảnh nét quá ông ơi. Quá nét. Hóa ra đây là kênh An Viên mà mấy bà đi chùa thích xem, cứ kể là hay lắm. Còn mấy kênh nước ngoài đã được thuyết minh lồng tiếng nữa này. Sao? Gớm, lâu lắm rồi tôi mới thấy ông làm được một việc mà tôi ưng ý đấy. Chuyện, tôi là trưởng thôn Văn Hiệp mà lị. Làm sao lại để bà con làng xóm coi thường mình được? Gọi ngay 1900 1900 hoặc tới điểm bưu điện để tận hưởng dịch vụ AVG, truyền hình An Viên đặc sắc và tiện lợi nhất.